Xin chào và rất vui được lại các bạn trên kênh Hóng Cbiz. Và ngày sau đây mời các bạn cùng với chúng mình cập nhật những tin tức mới và thú vị nhất có trong ngày hôm nay nhé. Bản tin gồm có, tin đầu tiên, Viên Băng Nghiên bị mắng không biết xấu hổ vì mê bắt chước Triệu Lệ Dĩnh. Tin thứ hai, scandal Trịnh Sảng làm tan biến 1 tỷ USD của các nhà đầu tư những ngày gần đây, viên băng nghiên vướng tranh cãi khi thường xuyên có những tạo hình na nái triệu lệ dĩnh. Các blogger thường lên bài so sánh nhan sắc của hai diễn viên và nhận định viên băng nghiên có khả năng kế nghiệp triệu lệ dĩnh. Nhiều fan của ngôi sao hữu phỉ khó chịu khi thần tượng bị copy tạo hình, thậm chí còn trở thành bàn đạp để viên băng nghiên quảng bá tên tuổi. Mới đây, truyền thông Trung Quốc hé lộ ảnh viên băng nghiên trong một buổi chụp hình. Bộ váy của nữ diễn viên gây chú ý vì giống hệt chiếc váy của triệu lệ dĩnh từng mặc. Đây là thiết kế của thương hiệu Dior. Nhiều ý kiến cho rằng mỹ nhân hội triệu sở hữu thần thái sang trọng, mặn mà, phù hợp với trang phục hơn và nhan sắc cũng vượt trội hơn so với viên băng nghiền. Đây không phải lần đầu tiên viên băng nghiền bị tố bắt chước đàn chị. Gần đây, ngôi sao lưu ly mỹ nhân sát thường xuyên có cách chọn trang phục, trang điểm hay cách tạo dáng tạo cảm giác giống hệt triệu lệ dĩnh. Việc đụng hàng liên tục khiến nhiều người nghi ngờ đây là sự cố ý sản dựng. Một số ý kiến bình luận, Tại sao gần đây hay có bài viết so sánh viên băng nghiên và triệu lệ dĩnh thế? Muốn nổi tiếng tới mức bám đàn chị thế à? Bị mắng nhiều lần vẫn không sợ, vẫn tiếp tục đụng hàng nhỉ, đúng là không biết xấu hổ. Triệu lệ dĩnh rõ ràng đẹp và thần thái hơn. Diễn viên phim chiếu mạng sao so được với triệu lệ dĩnh? Viên băng nghiên và triệu lô tư đều có cùng một bài ăn bám tên tuổi người khác để nổi tiếng nhỉ. Việc thường xuyên được so sánh cùng đàn chị khiến viên băng nghiên được chú ý, thường xuyên vào top tìm kiếm. Chỉ một pha đụng hàng chiếc khăn choàng với Triệu Lệ Dĩnh, nữ diễn viên đã góp mặt trong top 2 trending của đầu in, khiến netizen bản luận không ngừng. Ngoài việc đụng trang phục, tạo hình của viên măng nghiên trong phim cũng khiến nhiều người nghĩ tới Triệu Lệ Dĩnh thời mới nổi tiếng qua hỏa thiên cốt. Một số người cho rằng hai ngôi sao có điểm chung là diện mạo hiền lành, thuần khiết, nổi tiếng nhờ vài nữ chính trong phim cổ trang. Viên Băng Nghiên bị cho là đang cố xây dựng hình tượng giống hệt Triệu Lệ Dĩnh từ trang phục, cách tạo dáng hay con đường vượt qua khó khăn để nổi tiếng. Tuy nhiên, chiêu PA này đang phản tác dụng khiến Viên Băng Nghiên bị tố là kẻ truyền đi xạo chép, ăn bám danh tiếng của mỹ nhân hữu phỉ. Trong những năm gần đây, có thể nói cú phốt của Trịnh Sảng là sự kiện gây bất ngờ và chấn động nhất trong giới giải trí hoa ngữ. Ngay lập tức, cơ quan kiểm soát truyền hình giải trí Trung Quốc, Quảng Điện, chính thức ban hành văn bản cấm sóng Trịnh sảng trên mọi phương diện ngày lúc 1 giờ khuya sau một ngày scandal nổ ra. Từ một mình tình hàng đầu của làng giải trí, Trịnh Sảng mất hết tất cả chỉ trong vòng một ngày. Không những bị đuổi ra khỏi showbiz, Trịnh Sảng còn phải đối mặt với khoản đền bù khổng lồ lên tới 920 triệu nhân dân tệ, tương đương 145 triệu đô vì chuyện vi phạm hợp đồng và làm ảnh hưởng tới nhiều dự án không thể ra mắt. Tuy nhiên, số tiền mà các nhà sản xuất chịu thiệt hại vì bị liên lụy bởi Trịnh Sảng không chỉ dừng ở con số 920 triệu nhân dân tệ. Theo nguồn tin trên trang Quy Quy, tổng chi phí thiệt hại khi những bộ phim không thể ra mắt do có Trịnh Sảng tham gia lên tới hơn 7 tỷ nhân dân tệ, 1,1 tỷ đô. Số tiền này bao gồm khoản đầu tư, phí quảng cáo cũng như các lợi ích kinh tế liên quan, tổn thất bản quyền, lợi nhuận. Scandal của Trịnh Sảng có thể nói ảnh hưởng lớn tới cả làng giải trí. Khiếm biết bao người, biết bao chương trình rơi vào tình trạng khốn đốn. Việc cựu Minh Tinh có thể đền bù được hết 920 triệu nhân dân tệ được hay không vẫn đang là một câu hỏi bị bỏ ngỏ. Vậy nhưng, số tiền khổng lồ mà các nhà sản xuất phải cắn răng chịu đựng thì lấy gì để bù đắp được đây? Hausibit, nếu như các bạn cảm thấy những thông tin vừa rồi là hữu ích, vậy thì đừng quên like, đăng ký kênh, ủng hộ chúng mình nhé. Và ngoài ra các bạn hãy nhớ bấm vào biểu tượng quả chuông để được nhận thông báo mỗi khi chúng mình ra đầu mới nhất. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.